một chiếc Volkswagen Bora F bất ngờ xuất hiện tại Đại học Công nghiệp Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mê xe. Theo hình ảnh, chiếc xe thuộc phiên bản sản xuất năm 2020, không phải phiên bản mới nhất sản xuất trên thị trường. Đáng chú ý, Bora F là dòng xe điện được hãng xe Đức sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc. Với việc xuất hiện trong khuôn viên một trường đại học, nhiều khả năng chiếc xe sẽ được sử dụng vào việc nghiên cứu thực hành, chứ không phải mục đích thương mại. Phiên bản Volkswagen Bora F được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào tháng 3 năm 2019. Xe sở hữu thông số dài rộng cao lần lượt 4.671mm, 1.815mm, 1.473mm, chiều dài cơ sở 2.680mm. Mâm xe là loại 5 chấu kép kích thước 17 in đi kèm bộ lốp 225/45:17. Đáng tiếc, hình ảnh không đề cập đến nội thất bên trong của chiếc Volkswagen Bora F. Theo những gì hãng cô bố, khoang nội thất của Bora F giống hệt so với phiên bản chạy xăng, tuy nhiên, do khác biệt về hệ chuyển động nên thông tin hiển thị trên bảng đồng hồ không giống nhau. Bora F được trang bị pin dung lượng 40 kW cho công suất cực đại 135 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Tốc độ tối đa xe đạt được là 150 km/h, đi cùng tầm hoạt động 270 km. Thời gian sạc đầy pin từ 0% lên 100% là trong 8 giờ. Hiện chưa rõ giá bán của chiếc Volkswagen Bora F khi về Việt Nam. Tại Trung Quốc, mẫu sedan chạy điện này có giá hơn 136.000 nhân dân tệ, tương đương 460 triệu tiền Việt.